Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn. Nội dung trao đổi về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, đồng thời chia sẻ cơ hội hợp tác giữa hai bên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận một số nhiệm vụ năm 2022 nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung của thỏa thuận hợp tác được ký kết vào ngày 19 tháng 12 năm 2021 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong đào tạo và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2027. Theo đó, trong năm 2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức các lớp đại học vừa học vừa làm, các lớp cao học cho tỉnh Lào Cai với các ngành quản lý kinh tế và chính sách, tài chính ngân hàng, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn. Phối hợp triển khai xây dựng các đề án phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai như đề án phát triển tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình bộ chính trị, ban bí thư xây dựng chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Sơn Trường mong muốn thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục phối hợp, hợp tác cùng tỉnh trong tư vấn, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực với nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hỗ trợ Lào Cai trong công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động thực tiễn, tổ chức các hội thảo về lĩnh vực kinh tế.